Buổi tối thì tụi mình có đi bộ ra ngoài quảng trường và sau đó là lên tàu nhà hàng để dùng bữa tối. Một cái địa điểm mà thực sự rất đáng để ghé trong cái chuyến đi Vĩnh Long, vì khi ghé thành phố Vĩnh Long vào ban đêm vô cùng đẹp, và một cái không gian view ở trên nhà hàng á thì rất là lạ khi mà chúng ta ngồi ăn và nhìn vào thành phố, tổng quan của thành phố, và con có thấy rất là đẹp. Và cái giá thành ở đây thì cũng bình dân thôi, chứ không có đắt như những cái điểm mà mình đã từng ghé, rất bình dân, và có thể vừa ăn vừa ngắm một cái cảnh chỉ có thể ngồi ở ngoài tàu chúng ta mới thể tình thấy được thôi, chứ nếu mà ngồi trong đất liền thì không thể nào mà nhìn ra được cái cảnh như thế này đâu. Nên mình thấy thực sự tuyệt vời vô cùng khi mà được ngồi ở cái vị trí như thế này, và đồ ăn thì cũng không đa dạng lắm nhưng mà được cái rẻ bình dân. Làm hết. Bà con chúng ta không có thích cái việc ngồi trên tàu lớn như thế này thì chúng ta có thể thuê những cái dịch vụ mà bà con có thể thấy được những cái đoàn tàu nhỏ, nó cũng có những cái dịch vụ ăn uống và vui chơi trên đó rất là vui nha. Và mình có để cái bảng giá để chúng ta có thể tham khảo tàu nhà hàng này nó như thế nào. Sau khi kết thúc bữa ăn thì tàu chuẩn bị cập bến thì mình mới bước xuống, và bước ra mũi tàu thì mình phát hiện ra ở phía trước này nó còn khoảng 4 cái bàn nữa. Nếu mà bà con mà được thì chúng ta nên sắp xếp đi sớm và chọn được một trong 4 bàn ở mũi tàu này, nó sẽ rất là đẹp hơn ở trên tầng trên rất là nhiều nha. Và chúng ta sẽ một lần nữa ngắm nhìn lại một cái thành phố hoa lệ đầy đèn và màu sắc của Vĩnh Long, rất là đẹp. Và khúc này thì chuẩn bị neo tàu lại để bước vào bờ. Cái vị trí của tàu nhà hàng Sông Tiền này thực sự nằm rất là đẹp. Khi mà chúng ta ăn xong thì có thể bước xuống và đi bộ thôi, là có thể ghé vào công viên nè, quảng trường nè, có rất là nhiều cái địa điểm nằm gần đó, chúng ta chỉ cần đi bộ thôi, không cần phải thuê xe gì cả. Và ở video sau mình sẽ giới thiệu cho bà con một cái địa điểm để mà nghỉ lại khi chúng ta ở Vĩnh Long.